Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn nghệ của Đài Phát thanh Điện Biên. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại, tác phong công nghiệp tạo ra áp lực rất lớn về công việc và thời gian cho con người. Lắng nghe sóng phát thanh sẽ tạo ra sự thư giãn giải trí cũng như tiếp nhận thông tin tiện lợi ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, kể cả khi đang nghỉ ngơi cũng như đang làm việc. Để phù hợp với tâm lý và nhu cầu hưởng thụ thông tin của khán thính giả nghe đài, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 và lúc 20 giờ đến 20 giờ 30 phút hàng ngày, trên sóng phát thanh của DTV sẽ mở mới chương trình Văn nghệ có nội dung đọc truyện, các tác phẩm văn học cho khán thính giả. Hy vọng rằng chương trình là điểm gặp gỡ của những người yêu sách, yêu văn chương, là biện pháp thiết thực bổ ích giúp cân bằng, hài hòa nhu cầu thưởng thức văn hóa của công chúng. Chương trình hôm nay mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Quý vị thân mến, Tô Hoài là một trong những nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông có vốn hiểu biết sâu sắc về phong tục tập quán của nhiều vùng văn hóa khác nhau trên đất nước ta. Thành công nhất của Tô Hoài là những tác phẩm viết về hiện thực cuộc sống con người vùng Tây Bắc. Tiêu biểu là truyện ngắn Vợ chồng A Phủ. Tác phẩm vừa là một bức tranh chân thực về số phận bi thảm của người dân nghèo miền núi dưới ách áp bức phong kiến và thực dân, vừa là một bài ca về sức sống và khát vọng tự do, hạnh phúc của con người. Mời quý vị đón nghe nội dung của truyện ngắn này sau đây. Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý bá cha, thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tầng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta nói, nhà bá cha làm thống lý, ăn của dân nhiều, đồn tây lại cho muối về bán, giàu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó có bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ, cô ấy không phải con gái thống lý. Cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lý. Mị về làm dâu nhà bá cha đã mấy năm, từ năm nào không nhớ, cũng không ai nhớ. Những người nghèo ở Hồng Ngài thì vẫn còn kể lại câu chuyện mị về làm người nhà quan thống lý. Ngày xưa, bố mị lấy mẹ mị không đủ tiền cưới, phải đến vay nhà thống lý, bố của thống lý bá cha bây giờ. Mỗi năm đem nộp lãi cho nhà chủ nợ một nương ngô. Đến tận khi hai vợ chồng về già mà vẫn chưa xong nợ. Người vợ chết cũng chưa trả hết nợ. Cho tới năm ấy, mị đã lớn. Mị là con gái đầu lòng. Thống lý đến bảo bố mị, cho tao đứa con gái này về làm dâu thì tao xóa hết nợ cho. Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta, tiếc ngô nhưng cũng lại thương con gái quá. Ông chưa biết nói thế nào thì mị bảo bố rằng, con đã biết quốc nương làm ngô, con làm nương ngô trả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu. Tết năm ấy, Tết vui chơi, trai gái đánh bao, đánh quay, rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái, bố mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách. Trai đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng mị. Một đêm khuya, mị nghe tiếng gõ vách.
tiếng gõ vách hẹn của người yêu, mị hồi hộp lặng lẽ của tay lên, gặp hai ngón tay lách vào khe gỗ, một ngón đeo nhẫn. Người yêu mị đeo nhẫn ngón tay ấy, mị nhấc tấm vách gỗ, một bàn tay bắt mị bước ra. Mị vừa bước ra, lập tức có mấy người choàng đến, nhét áo vào miệng mị, rồi bịt mắt, cõng mị đi. Sáng hôm sau, mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lý. Họ nhốt mị vào buồng. Ngoài vách kia, tiếng nhạc sinh tiền cúng ma, dập dờn nhảy múa. Sử đến nhà bố mị. A Sử nói, tôi đã đem con gái bố về cúng trình ma nhà tôi. Bây giờ tôi đến cho bố biết. Tiền bạc để cưới, bố tôi bảo đã đưa cả cho bố rồi. Rồi A Sử về. Ông lão nhớ câu nói của thống lý dạo trước, cho con gái về nhà thống lý thì trừ được nợ. Thế là cha mẹ ăn bạc nhà giàu kiếp trước, bây giờ bắt con trừ nợ. Không thể nào làm khác được rồi. Cho đến mấy tháng, đêm nào mị cũng khóc. Một hôm mị trốn về nhà, hai tròng mắt còn đỏ hoe, trông thấy bố, mị quỳ úp mặt xuống đất nức nở. Bố mị cũng khóc, đoán biết lòng con gái. Mày về chào lệ tao, để mày đi chết đấy à? Mày chết nhưng nợ tao vẫn còn, quan lại bắt trả nợ. Mày chết rồi, không lấy ai làm nương ngô trả được nợ. Tao thì ốm yếu quá rồi, không được con ơi. Thường mùa xuân ăn Tết, con trai hay đi cướp vợ. Đó là phong tục vui, thanh niên rất thích, bây giờ vẫn thường xảy ra. Mị chỉ bưng mặt khóc. Mị ném nắm lá ngón xuống đất. Nắm lá ngón, mị đã đi tìm hai lần trong rừng. Mị vẫn giấu trong áo. Thế là mị không đành lòng chết. Mị chết thì bố mị còn khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ. Mị lại trở lại nhà thống lý. Lần lần, mấy năm qua, mấy năm sau, bố mị chết. Nhưng mị cũng không còn nghĩ đến mị có thể ăn lá ngón tự tử. Ở lâu trong cái khổ, mị cũng quen khổ rồi. Bây giờ mị tưởng mình là con trâu, mình cũng là con ngựa. Con ngựa chỉ biết ăn cỏ, chỉ biết đi làm mà thôi. Mị cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa. Lúc nào cũng nhớ lại những việc giống nhau. Mỗi năm một mùa, mỗi tháng lại đi làm lại. Tết xong lên núi hái thuốc viện, giữa năm thì giặt đay, đến mùa đi nương bẻ bắp. Và dù đi hái củi, bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm, suốt đời thế. Con ngựa, con trâu làm có lúc, đêm còn được đứng gãi chân, nhai cỏ. Đàn bà con gái nhà này vùi vào việc cả đêm cả ngày. Mỗi ngày mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở buồng mị nằm kín mít, có một chiếc cửa sổ, một lỗ vuông ấy mà trông ra. Đến bao giờ chết thì thôi. Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên các nhà kho. Trẻ em đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đốt những lều quanh nương để sưởi lửa. Ở Hồng Ngài, người ta thành lệ, cứ ăn Tết thì gặt hái vừa đoạn, không kể ngày tháng. Hồng Ngài năm ấy, ăn Tết giữa lúc gió thổi và cỏ xanh vàng ửng, rét càng dữ. Nhưng trong các làng Mông Đỏ, những chiếc váy hoa đã được phơi ra mỏm đá, xòe như những con bướm sặc sỡ. Hoa thuốc phiện nở trắng, lại nở màu đỏ hao, đỏ thẫm, rồi nở màu tím man mát. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm trên sân cửa trước nhà. Ngoài đầu núi, đã có tiếng ai thổi sáo dụ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi. Mày có con trai, con gái, mày đi nương,
ta không có con trai con gái, ta đi tìm người yêu. Tiếng chó sủa xa xa, những đêm tình mùa xuân đã tới. Cả nhà thống lý ăn xong bữa cơm Tết cúng ma, xung quanh chiêng đánh ầm ĩ, người ốp đồng vẫn nhảy lên xuống rung bần bật. Vừa hết bữa cơm tiếp ngay cuộc rượu bên bếp lửa. Ngày Tết Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu uống ừng ực từng bát rồi say. Mị lịm mặt đấy nhìn người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mị đang sống về ngày trước. Tai văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước Mị thổi sáo giỏi, mùa xuân đến Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, cứ ngày đêm thổi sáo đi theo Mị hết núi này sang núi khác. Rượu tan lúc nào, người về, người đi chơi đã vãn cả. Mị không biết, Mị vẫn ngồi chơ một mình giữa nhà. Mãi sau, Mị mới đứng dậy, nhưng Mị không bước ra đường. Mị từ từ vào buồng. Chẳng năm nào A Sử cho Mị đi chơi hết. Bấy giờ Mị ngồi xuống giường, trông ra cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Từ nay Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi Tết. Huống chi A Sử với Mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra, mà tiếng sáo gọi bạn vẫn lững lờ bay ngoài đường. Anh ném bao em không bắt, em không yêu, quả bao rơi rồi. A Sử vừa từ đâu về lại sửa soạn đi chơi. A Sử thay áo mới, khoác thêm vòng bạc vào cổ, rồi bịt cái khăn trắng lên đầu. Có khi nó đi mấy ngày, mấy đêm. Nó còn đương dình bắt nhiều người con gái nữa về làm vợ. Cũng chẳng bao giờ Mị nói. Bây giờ Mị không nói. Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, sắn một miếng, bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mị đang dập dờn tiếng sáo. Mị muốn đi chơi. Mị cũng sắp đi chơi. Mị quấn lại tóc. Mị với tay lấy cái váy hoa vắt phía trong vách. A Sử sắp bước ra, bỗng quay lại lấy làm lạ. A Sử nhìn quanh thấy Mị rút thêm cái áo. A Sử hỏi, mày muốn đi chơi à? Mị không nói. A Sử cũng không hỏi thêm. A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt lưng, trói tay Mị. Nó xách cả một thúng sợi đay ra, trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xõa xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột. Mị không cúi, không nghiêng đầu được nữa. Trói xong, A Sử thắt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo, rồi phẩy tay tắt đèn, đi ra khép cửa buồng lại. Trong bóng tối, Mị đứng im như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn. Mị vẫn nghe thấy tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi. Em không yêu, quả bao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt bao nào. Mị vùng bước đi nhưng chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa, chỉ còn tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa. Chó sủa xa xa, chừng đã khuya. Lúc này, Lúc Trai đang đến gõ vách làm hiệu, dù người yêu dỡ vách ra rừng chơi. Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi. Cả đêm Mị phải trói đứng như thế, lúc thì khắp người bị dây trói thít lại đau nhức,
lúc lại tràn trề tha thiết nhớ. Hơi diệu tòa, tiếng sáo, tiếng chó sủa xa xa, mị lúc mê lúc tỉnh, cho tới khi trời tan tảng rồi không biết sáng từ bao giờ. Mị bàng hoàng tỉnh, buổi sáng âm âm trong cái nhà gỗ rộng, vách bên cũng im ắng, không nghe tiếng lửa xéo trong lò nấu lợn. Không biết bên buồng quanh đấy, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có còn ở nhà. Không biết tất cả những người đàn bà khốn khổ xa vào nhà quan đã được đi chơi hay cũng đang phải trói như mị. Mị không thể biết. Đời người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài, một đời chỉ biết đi theo đuôi con ngựa của chồng. Mị chợt nhớ lại câu chuyện người ta vẫn kể. Đời trước, ở nhà thống lý bá cha, có người trói vợ trong nhà 3 ngày rồi đi chơi. Khi về nhìn đến, vợ đã chết rồi. Mị sợ quá, mị cựa quậy xem mình còn sống hay chết. Cổ tay, đầu, bắp chân bị dây trói xiết lại, đau đứt từng mảnh thịt. Có tiếng xôn xao phía ngoài, rồi một đám đông vào nhà. Thống lý bá cha xuống ngựa, vứt cương cho thị sống, một chức việc đi hầu thống lý như người làm mõ thời trước, dắt ngựa vào tàu. Nghe như bọn họ khiêng theo lợn, hoặc một người phải trói, vừa vứt huỵch xuống đất, cứ thở phò phò. A Sử chạy choạng vào buồng, áo rách toạc một mảnh vai, cái khăn xéo trắng loang lổ máu sụp xuống quanh trán. A Sử nằm lăn ra giường. Thống lý bá cha bước vào, theo sau thống lý một lũ thống quán, một chức việc như phó lý, xéo phải như trưởng thôn, và bọn thị sống vẫn thường ra vào hầu hạ, ăn thịt, uống rượu, hút thuốc phiện nhà thống lý. Có người bấy giờ mới nhìn thấy mị phải trói đứng trong cột, nhưng cũng không ai để ý. Họ xúm lại quanh giường A Sử. Bá cha tay vẫn cầm cái roi ngựa, lại từ từ đi ra. Mị nhắm mắt lại, không dám nhìn. Mị chỉ nghe hình như có tiếng ông thống lý gọi người ra ngoài. Mị hé nhìn xa, thấy chị dâu bước tới. Người chị dâu ấy chưa già, nhưng cái lưng quanh năm phải đeo thổ nặng quá, đã còng dạp xuống. Người chị dâu đến cởi trói cho mị, sợi dây gai bắp chân vừa lỏng ra, mị ngã sụp xuống. Chị dâu khẽ nói vào tai mị, mị đi hái thuốc cho chồng mày. Mị quên cả đau đứng lên, nhưng không nhích chân lên được. Mị phải ôm vai chị dâu. Hai người khổ sở dìu nhau bước ra. Vào rừng tìm lá thuốc, mị nghe nói lại mới biết A Sử đi chơi bị đánh vỡ đầu. Nửa đêm qua, A Sử vào làng tìm đến đám tiếng sáo, tiếng khèn. Nhiều chàng trai làng ấy vào các làng khác chơi quay, thổi sáo suốt ngày. Chập tối vừa tan xong chầu rượu trong nhà, bây giờ vẫn còn chưa chịu tan về. Lúc A Sử và chúng bạn kéo đến, không còn ai chơi trong nhà, nhưng người xa, người vào còn dập dìu quanh ngõ. A Sử đứng ngoài tức lắm, nó bàn với lũ khác, dọa đánh bọn trai lạ bám quanh nhà, khiến bọn A Sử bị vướng không thể vào được. Bọn A Sử ném vào vách, ông bố trong nhà ra chửi, vẫn ném, ông lão vào trong cửa bắn ra 2 phát súng, thế là tan những đám hẹn. Nhưng cũng chưa người trai nào vội về, họ tàn vào các nhà quen trong xóm, đợi sáng mai lại lên sân đánh bao với con gái trong xóm. Bọn A Sử cũng không chịu về, để cánh kia yên. Sáng sớm, khi họ vừa ra đầu ngõ, bọn A Sử đã kéo đến gây sự. A Sử đi trước, nạm vòng bạc rủ xuống tua chỉ xanh đỏ, chỉ riêng con cái nhà quan trong làng mới được đeo. A Sử hùng hổ bước ra, bọn kia đứng xồn cả lại, xôn xao. Lũ phá đám ta hôm qua đây rồi, A Phủ đâu, A Phủ đánh chết nó đi. Một người to lớn chạy vụt ra, vung tay ném con quay thẳng vào mặt A Sử. Con quay gỗ ngát lăn vào giữa mặt, nó vừa kịp bưng tay lên, A Phủ đã xộc tới, nắm vòng cổ, kéo dập đầu xuống, xé vai áo đánh tới tấp.
người làng nghe tiếng hò hét đổ xa, bọn trai làng lạ tàn hết lên rừng, mấy người đuổi đón đầu A Phủ. A Phủ bị bắt sống, trói gô chân tay lại. Vừa lúc thống lý Pa Cha tới, nó sọc ngang cái gậy, khiêng A Phủ mang về, ném xuống giữa nhà thống lý. Mị đi hái được lá thuốc về, thấy trong nhà càng đông hơn lúc nãy. Ngoài sân, dưới gốc đào lại buộc thêm mấy con ngựa lạ. Mị đi cửa sau vào, lé mặt nhìn thấy một người to lớn quỳ trong góc nhà. Mị đoán đấy là A Phủ. Bọn chức việc cả vùng Hồng Ngài đến nhà thống lý dự đám kiện. Các lý dịch, quan làng, thống quán, xéo phải, đội mũ quấn khăn, xách gậy, cưỡi ngựa kéo đến sự kiện và ăn cỗ. Trong nhà thống lý đã bày ra 5 bàn đèn, khói thuốc phiện tuôn ra các lỗ cửa sổ tun hút, xanh như khói bếp. Cả những người chức việc bên làng A Phủ cũng tới. Chỉ bọn trai làng ấy phải ngồi khoanh tay cạnh A Phủ vì họ bị gọi sang hầu kiện. Bọn chức việc nằm dài cả trên khay đèn. Suốt từ trưa cho tới hết đêm, mấy chục người hút, trên nhất là thống lý Pá Cha. Thống lý hút xong một đợt 5 điếu, đến người khác, lại người khác, cứ thế lần lượt xuống tới bọn đi gọi người về dự kiện. Chỉ có đàn bà ngồi trong buồng và đi lên ngoài nhòm ngó vào đám sự kiện và A Phủ chịu tội ở xó nhà không được dự tiệc hút ấy. Một loạt người vừa hút xong, Pá Cha ngồi dậy, vuốt ngược cái đầu chọc dài, kéo đuôi tóc ra đằng trước, cất giọng lè nhè gọi: "Thằng A Phủ ra đây." A Phủ quỳ giữa nhà, lập tức bọn trai làng xô đến, trước nhất chắp tay lại lia lịa lên thống lý, rồi quay lại đánh A Phủ. A Phủ chịu đòn, chỉ im như cái tượng đá. Cứ mỗi đợt bọn chức việc hút thuốc phiện xong, A Phủ lại phải ra quỳ giữa nhà, lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt dập chảy máu. Người đánh, kể, chửi, lại hút, khói thuốc phiện ngào ngạt tuôn qua các lỗ cửa sổ. Rồi Pá Cha lại ngóc cổ lên, vuốt tóc, gọi A Phủ. Cứ như thế, suốt chiều, suốt đêm, càng hút, càng tỉnh, càng đánh, càng chửi, càng hút. Trong buồng bên cạnh, Mị cũng thức suốt đêm, im lặng ngồi xoa thuốc giấu cho A Sử. Lúc nào Mị mỏi quá, cựa mình, những chỗ lằn chói trong người lại đau ê ẩm. Mị lại gục đầu nằm thiếp. A Sử đạp chân vào mặt Mị. Mị choàng thức, lại nhặt nắm lá thuốc xoa đều đều trên lưng chồng. Ngoài nhà vẫn rên lên từng cơn kéo thuốc phiện như những con mọt nghiến gỗ kéo dài giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lao xào và tiếng đấm đánh huỳnh huỵch. Sáng hôm sau, đám kiện đã xong, mấy người chẳng biết từ bao giờ ngủ ngáy ngay bên khay đèn. Bọn xéo phải đang bắt cái chảo đồng và xách ấm nước ra nấu thêm lạ thuốc để hút ban ngày cho các quan làng thật tình, các quan làng còn một tiệc ăn cỗ nữa. Thống lý mở cháp, lấy ra 100 đồng bạc hoa xòe, bày lên mặt cháp rồi nói: "Thằng A Phủ kia, mày đánh người thì làng xử mày nộp phạt vạ cho người mày đánh là 20 đồng, nộp cho thống quán 5 đồng, mỗi xéo phải 2 đồng, mỗi người đi gọi các quan làng về hầu kiện 5 hào. Mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay, lại mất con lợn 20 cân, chốc nữa mổ để các quan làng ăn vạ mày. A Phủ, mày đánh con quan làng, đáng lẽ làng xử mày tội chết, nhưng làng tha cho mày được sống mà nộp vạ. Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu 100 bạc trắng. Nếu mày không có 100 bạc, thì tao cho mày vay để mày ở nợ. Bao giờ có tiền trả cho tao, thì tao cho mày về. Chưa có tiền trả, thì tao bắt mày làm con trâu cho nhà tao. Đời mày, đời con, đời cháu mày tao cũng bắt thế, bao giờ hết nợ tao mới thôi. A Phủ, lại đây nhận tiền quan cho vay." A Phủ lê hai cái đầu gối sưng bệnh lên như mặt hổ phù. A Phủ cúi giờ lên đồng bạc trên tráp,
trong khi bá cha đốt hương, lầm sầm khấn gọi ma về nhận mặt người vay nợ. Bá cha khấn xong, A Phủ cũng nhặt xong bạc, nhưng chỉ nhặt làm phép lên như thế, rồi lại để ngay xuống mặt cháp. Rồi bá cha lại chốt cả bạc vào trong cháp. Con lợn vừa bắt về cho A Phủ thết làng ăn vạ, đã kêu en ép ngoài sân. Đếm tiền rồi, A Phủ không phải quỳ, phải đánh nữa. A Phủ đứng lên cầm con dao, chân đau bước tập tễnh cùng với trai làng ra chọc tiết làm thịt lợn hầu làng. Trong nhà thuốc viện vẫn hút rào rào. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là phần đầu tiểu thuyết Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết này vào chương trình đọc truyện lần sau. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.